Quý vị và các bạn thân mến, do rãnh thấp dịch chuyển dần xuống khu vực Bắc Bộ lại kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên các tỉnh vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa to và dông. Trong đêm nay và sáng mai có nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Còn tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm. Ban ngày mưa gián đoạn và có nắng đan xen. Do mưa không kéo dài liên tục cùng với độ ẩm trung bình trong không khí ở mức cao nên tạo cảm giác oi bức với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Xuống với khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, khu vực này lại chịu tác động của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có dạng thời tiết nắng nóng gay gắt. Về chiều tối có mưa dông ở một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này dao động trong khoảng từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Lưu xuống phía Nam, tương tự nắng nóng cục bộ tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ vào ngày mai với mức nhiệt cao từ 33 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Còn ở các tỉnh miền Tây thì nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, phần phía Bắc của vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa cũng như khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang là những vùng có mưa rào và dông. Trong khi đó, khu vực huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi.